Ui, nặng thế chứ nhỉ. Biết thế là nhờ một thằng nó đi theo nó xách giỏ. Đi đứng chỗ đấy à? À, tôi xin lỗi. Tại tôi không để ý. Tôi mà không có phanh nhanh là mất mạng cả hai rồi đấy. Anh trai cứ bình tĩnh. Đấy. Tôi không để ý. Thôi anh trai cho tôi xin lỗi anh trai nha. Xin lỗi gì mà xin lỗi? Tưởng tiền là xong à? À mấy cái đồng bạc này tôi không cần đâu nhá. Anh trai cứ giữ lấy mà uống nước. Tôi bận lắm. Đi đây nhá. Mấy cái đồng lẻ thôi tôi cần à? À. Bận. Cái gì này? Chẳng lẽ mới sáng ngày ra mình đã gặp thần tài rồi à? Alo anh Tuấn à? Anh nhìn đâu rồi? Để em gọi người ra đón. Ôi giời, không phải đón đưa đâu, rách việc. Anh có địa chỉ công ty em mà. Cũng gần đến rồi nhá. Thế mà này, lát nữa mà anh tới ấy, em phải nhờ cậu nào mà cao to đen hôi nhá. Xuống xách cậu anh cái túi. Nặng quá. Trời đất, anh mang gì mà nhiều thế? Đừng có nói với em là anh mang cả quê lên đấy nhá. Em đã bảo anh rồi, không cần phải mang quà lên đây cơ mà. Ôi, quà quê đâu mà quà quê. Anh mang tiền lên để hùn vốn vào công ty đây này. Nhưng mà tiền nhiều, nặng phết đấy. Hùn vốn vào công ty đây này. Đấy, em cứ bảo anh bốc phét nữa đi. Người ta ở quê mà còn mang cả cân tiền nữa kìa. Thôi thôi, phét thế thì chịu rồi. Giữa trưa nắng này mà chém gió còn phật, lạnh khiếp. Thôi đi rồi, lạnh quá này. Anh chỉ bảo ai nó phét thế à? Có tin tôi lấy tiền để chết người không? May nhá. May mà người ta hiểu lầm đấy. Nếu mà người ta biết là anh là đại gia thật ý, thì có mà người ta đuổi đánh anh, ăn cắp hết tiền của anh thì có ấy. Ui, ui thế à? Ui chết, sợ thế. Rồi, anh đi đấy nha, nha. Cậu làm gì đấy? Tôi bị rớt tờ 10.000 xuống đây. Bây giờ không biết làm sao để lấy lên được. À, cái tờ 10.000 đây đúng không? Đúng, đúng, đúng. Mắt cậu tốt thật đấy. Ôi trời ơi, cái gì chứ tiền là tôi tinh lắm. Đấy. Mà này, nó có cái lỗ to tổ bố đằng sau đây, nhòm cái lỗ nhỏ đêm sau lấy được. Nghe nói anh được công ty cho tiếp đãi một cổ đông lớn đúng không? Cổ đông cái mẹ gì? Anh họ của chủ tịch. Ở quê ấy, chả biết là bán được mấy đồng rau, với cả bán được mấy con lợn, mà đòi góp vốn không biết nữa. Thế anh không biết gì à? Biết cái gì? Anh họ của chủ tịch, tuy là ở dưới quê thật, nhưng mà nghe nói là nhà giàu lắm đấy. Mua vàng tính bằng cân, mua kim cương đong bằng bát đấy. Em nói thật á? Em có bao giờ nói dối anh chưa? Nhưng mà nghe nói tuy giàu nhưng mà ngờ nghệch lắm. Khi mà anh tiếp đãi chỉ cần khôn lanh một tí, kiểu gì chả chấm mút được một vố to. Được, fan này chết với anh rồi. Này, nếu như mà ăn mạnh thì đừng có quên em ấy nhá. Em yên tâm đi, anh với em cùng phe cơ mà. Cái gì kia nhở? Công ty mà lại để cho một cái thằng ăn mày vào đây là sao nhỉ? Bảo vệ đâu hết rồi không biết. Sao nào? Đúng rồi, đây rồi. Đấy. Lần sau giữ tiền cẩn thận nhá. Chứ mượn bay vào lần nữa là không có ai lấy cho cậu đâu. Cảm ơn anh nhá. Hay là tôi chia cho anh một nửa nhá. Thôi, cứ cả đi lấy. Tôi trêu đấy. Sau để ý cẩn thận nhá. Đây, hai thằng chúng mày ấy, đang làm gì trước công ty của tao đấy? Định biến đây thì ngổ ăn mày đấy à? Muốn xin xỏ, chia chác cái gì thì biến đến chỗ khác. Này này này, hai người ăn nói kiểu gì đấy? Vừa mới gặp bọn tôi đã bảo bọn tôi là ăn mày ăn xin là sao? Ồ, láo nhỉ, có dám trả treo với tao á hả? Thế bây giờ không gọi mày là ăn mày ấy, thì gọi mày là cái gì? Nãy ấy, còn lê lết bò trườn ở đây, nhặt cái mấy cái đồng bạc lẻ ấy mà. Cái bọn hôi hám bẩn thỉu như bọn mày ấy, không gọi là ăn xin thì gọi là gì? Tự trọng gớm. Tiền của bọn tôi thì bọn tôi nhặt lên, có vấn đề gì đâu mà phải xấu hổ. Đúng, mấy cái đồng tiền xin được ấy nó quý lắm nhờ. Rơi xuống cống bẩn thỉu rồi vẫn cố phải moi móc lên cho bằng được. Quý đấy. Cái thứ mạt hạng như bọn nó ấy à, thấy tiền là sáng cả mắt lên. Thôi, hai thằng chúng mày ấy, biết điều ấy thì dắt díu nhau biến ở đây ngay, đừng người ta phải bực mình. Đúng rồi đấy, công ty người ta sang trọng sạch sẽ như này, con mày ở đây ấy ô ấy hết cả bộ không khí. Mình đi thôi anh. Không được, tôi không đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây đến khi nào hai người này xin lỗi tôi và xin lỗi cả cậu nữa tôi mới đi. Không phải là cứ mở cái miệng ra là khinh thường người khác thế đâu. Mày muốn tao xin lỗi mày đấy á hả? Ngáo ngơ hả? Tao đánh cho vài cái cho tỉnh ngộ bây giờ. Cái bọn này ấy ăn nói nhỏ nhẹ, bọn ấy leo lên đầu mình ngồi, cứ đánh bọn nó trận là xong. Được, ngon thì nhào vô. Để xem là tôi có cho các người hối hận đến cuối đời hay không. Được. Tao cho mày vài đấm xem mày có tỉnh ngộ không nhá. Tao đợi tao một tí nhá, tao ngay xong điện thoại cái. Dạ, em chào sếp ạ, em đây ạ. Cậu và cô Linh lên công ty ngay lập tức nhá. Tôi có việc quan trọng cần giao cho hai cô cậu đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Sếp bảo mình lên công ty có việc gấp. Thế đi thôi, không sếp lại lâu đấy. Mà còn hai thằng này thì sao? Giải quyết sau, đi. Này nhá, may cho bọn mày ấy là tao làm có việc bận nhá. Lần sau gặp tao ấy, đừng có trách. Đi. Chạy à? Thế nào? Mình đi thôi anh ơi. Áo gì? Anh Tuấn, tại sao lại hẹn em ra đây? Từ sáng đến giờ em đợi anh ở công ty mà chả thấy anh đâu cả. Anh Tuấn, anh làm sao thế? Có chuyện gì không vui à? Anh chả sao, anh buồn vu vơ. Thế thì cái chuyện góp vốn vào công ty của em ấy, anh có rảnh không? Để em cho người qua làm hợp đồng. Lúc nào mà anh chả rảnh. Vậy tốt rồi. Thế thì em đã cử cậu Toàn, giám đốc công ty của em ấy. Cậu ấy sẽ đến bàn với anh về chuyện hợp đồng. Bây giờ có tất cả những thắc mắc gì anh cứ nói chuyện trực tiếp với cậu ấy, anh nhá. Cậu Toàn, giám đốc công ty em? Vâng ạ, đúng rồi. Cậu Toàn, giám đốc công ty của em ấy. Có phải cậu ta đeo kính này, rồi cao tầm tầm như anh, hay đi với cả cái cô tên là gì nhỉ? Tên là Linh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh quen hai người họ à? Cô Linh ấy, cô Linh là trưởng phòng công ty của em đấy. Không dám. Dân quê như anh ấy thì có dám quen ai. Anh Tuấn này, thật sự hôm nay ấy, anh có chuyện gì đúng không? Trông anh lạ lắm đấy nhá. Có cái gì đâu, trời nó nóng, anh hơi khó chịu đi thôi. Thế thì cái chuyện hợp tác kia làm sao? Em cứ tiến hành đi. Vâng ạ. Nhưng mà này, anh muốn ngày mai ấy, em cũng có mặt ở đó. Được thôi. Nhưng mà em không được để cho cậu Toàn, cô Linh biết. Nhưng mà tại sao như thế hả anh? Cứ làm theo ý của anh đi. Sao đấy? Này, anh có thấy lạ không? Tại sao tự nhiên lại xếp gọi cả anh với em đến gặp anh họ của chủ tịch đấy như nào? Có gì đâu mà lạ. Thì chắc là sếp thấy năng lực của em ok, phù hợp với cái việc này thành ra gọi em đi thôi. Nhưng mà em cứ thấy nó đột ngột thế nào ấy. Dạ, em cứ khéo lo. Việc của em bây giờ là tập trung vào, lát nữa phối kết hợp với anh để tung hứng. Làm sao để thằng nhà quê kia nó lòi tiền ra, cắn được cái miếng bánh to này ấy, thì anh với em ăn sung mặc sướng cả đời ấy. Không phải nghĩ đâu. Anh là có lý đấy. Cái thằng nhà quê đấy mà rơi vào tay bọn mình ấy, thì dù có bất tử ấy, cũng sẽ bị lột một miếng da thật là to. Và lúc đó ấy, tiền chỉ có vào túi mình thôi, làm gì có chuyện ra. Anh vào trong quán ngồi trước đi, em đi đỗ xe nhá. Thế thì em đi đi. Vâng ạ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nhưng mà quân tử trả thù muộn ấy thì là quân tử ngu. Hôm nay mày chết với tao. Cô cậu cũng ở đây à? Cái thằng này sao mày vào đây? Ai cho mày ngồi chỗ đấy? Mày biết đấy là chỗ của ai không? Con không cút đi. Cô cậu được ngồi đây, tôi lại không được ngồi á? Mày làm cái trò gì đấy hả? Cái bàn tay bẩn thỉu của mày, mày đọc một cốc nước này á? Khổ, khát nước, cho gì hấp nước thì làm sao? Mày! Này, mày đừng nghĩ là hôm trước bọn tao chưa đánh mày là mày nghĩ là bọn tao dễ dãi đi nhá. Hôm nay ấy, bọn tao cho mày ra bạ. Cút ngay, tao không rảnh nói chuyện với mày đâu. Ôi trời ơi, nhìn cô thì xinh gái này mà ăn nói giang hồ quá nhờ, còn dọa tôi à? Sao rồi cậu này thế, ăn mặc thì lịch sự mà ăn nói hùng hổ, ghê gớm phết. Đúng là chỉ nhân, chỉ diện, bất chỉ tầm. Mày, Toàn, anh cứ lôi ra ngoài, xong xử nó đi. Hôm nay tao rất là bận, không thời gian để đối coi mày, hiểu chưa? Đứng dậy. Cậu Toàn, cậu đang làm trò gì vậy hả? Dạ thưa chị, chuyện là thế này ạ. Bọn em đang ngồi đợi ở đây, đợi anh và chủ tịch đến. Nhưng mà chả hiểu sao thằng ăn mày này từ đâu nó đến, nó vào nó ngồi, xong rồi nó uống nước của bọn em, rồi nó còn thách thức bọn em nữa. Nên là em đang đuổi nó đi đấy ạ. Đúng rồi đấy chị ạ. Bọn em đã nói là rất nhẹ nhàng để đuổi đi rồi, nhưng mà nó cứ ở đây nó xin đều. Thế là anh Toàn anh mới tức giận đấy ạ. Ui, hay, diễn đạt phết đấy. Ứng biến đúng là như diễn viên chuyên nghiệp luôn đấy. Cái gì? Hai người bảo gì? Đây là ăn mày, đây là xin đẻo á? Dạ vâng, chính hắn ta đấy ạ. Đúng rồi đấy ạ. Hôm qua hắn ta còn đứng ở trước cửa công ty mình, còn lục cống để lấy mấy đồng tiền lẻ. Xong rồi bị em và Toàn quát đuổi đi. Thế nào hôm nay mới cay cú đến đây để chọc tức bọn em đấy ạ. Cái gì? Ngày hôm qua hai người còn đuổi anh ấy nữa? Dạ vâng, chính em đuổi cho nó đi đấy ạ. Hai người có biết là anh ấy là ai không ạ? Anh ấy chính là anh họ của tôi đấy, người mà tôi nhờ hai người tiếp đón chu đáo hẳn hoi đấy. Còn bây giờ hai người nhìn đi, hai người đang bày ra cái trò gì đấy hả? Đây là anh họ của chủ tịch kia ạ? Không thể nào, anh họ của chủ tịch giàu có như thế, tại sao lại là cái thằng ăn mày đi nhặt tiền dưới cống này được? Dạ vâng, nhặt tiền dưới cống thì làm sao? Tiền dưới cống không phải là tiền à? Nhưng mà dưới cống nó hôi thối như thế cơ mà. Hôi thối, nhưng mà cũng không hôi thối bằng nhân cách của hai người đâu nhá. Đồng tiền đấy người ta làm bằng nước mắt, làm bằng mồ hôi. Cái đồng tiền đấy nó đáng được trân trọng. Thôi anh ạ, có gì chỉ là hiểu lầm thôi, anh cho bọn em xin lỗi. Dù sao chuyện nó cũng chỉ là cái hiểu nhầm nhỏ nhỏ thôi ạ. Hiểu nhầm nhỏ mà hai người sỉ nhục lăng mạ người cách thế. Thế bây giờ mà hiểu lầm to thì nó thành thế nào? Dạ anh ơi, thì coi như là hôm nay bọn em ra ngoài đường, bọn em quên mang não đi ạ. Anh bỏ qua cho bọn em ạ. Đúng rồi ạ, coi như là anh cho bọn em xin lỗi. Nếu như mà vì việc này anh quyết định là không góp vốn đầu tư vào công ty em nữa thì nó không đáng đâu ạ. Tôi có nói gì là tôi không đầu tư cho công ty nữa đâu nhỉ? Thế thì anh vẫn góp vốn ạ? Thế thì tốt quá ạ. Vậy là tốt lắm đấy anh ạ. Chứ bây giờ mà vì những cái chuyện nhỏ nhặt thế này mà anh không đầu tư vào công ty của em nữa thì nó là một cái điều bất lợi cho cả hai bên đấy ạ. Cái việc mà đầu tư cho công ty ấy thì tôi vẫn đầu tư bình thường. Nhưng mà có cái là phải có một điều kiện. Là sao đấy ạ? Thưa anh có thêm điều kiện gì ạ? Điều kiện của tôi ấy, phải sa thải hai người này ấy thì tôi mới đầu tư. Cái gì? Sao anh lại sa thải bọn em ạ? Anh ơi, nếu mà anh chưa hết giận ấy thì em sẽ xin lỗi anh. Đến khi nào anh nguôi giận thì thôi. Còn cái chuyện đổi việc bọn em thì nó không liên quan gì lắm. Anh đừng có nên mang mấy cái chuyện tư xong rồi làm ảnh hưởng công việc chung chứ ạ. Đúng rồi ạ, nó chỉ là một cái hiểu lầm thôi. Mà để đuổi việc bọn em thì nó hơi không quá à. Thôi rồi. Thưa anh, theo như em thấy, việc sa thải hai người họ anh không cần phải đề cập đến đâu ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Cái chuyện này nó là chuyện riêng, công việc chung thì không nên như thế ạ. Tại vì chính em sẽ là người sa thải hai người họ. Sao lại thế ạ? Rõ ràng chuyện này nó chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi mà. Hiểu lầm nhỏ. Cũng thông qua cái hiểu lầm nhỏ này ý, thì tôi mới biết được bộ mặt thật của hai người đấy. Chuyên đi bôi nhọ, nói xấu danh dự của người khác. Hai người làm như vậy mà được à? Em... Ngay ngày mai thôi, hai người hãy lên công ty, thu dọn đồ đạc rồi cút ra khỏi công ty của tôi đi. Công ty của tôi ý, không chấp nhận nhân viên cho hai người. Dạ... Sao thế? Hai người vẫn thấy oan ức lắm à? Thế cái lúc mà hai người sỉ nhục người khác đấy, hai người có nghĩ tới cái cảm giác của người ta hay không? Hay là hai người nghĩ hai người có tí quyền, tí tiền, là có cái quyền được sỉ nhục người ta như thế hả? Cái điều đấy nó chỉ thể hiện là hai người có cái nhân cách thối nát mà thôi. Ê. Đi thôi anh. Chủ tịch ơi! Gọi cái gì?